Bên trong kiện hàng bom 60 cổ. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Có gì? Gì gì? Nhiều. Dạ. Mấy cái cũ à mày nè. Nhìn gì vậy? Thôi chứ có mấy cái cũ à. Rồi mở coi coi. Trời ơi, cái gì đây? Mẹ nói láng chi nữa vậy? Đi đu idol đó hả? Con đi đu idol về con bị lụy quá. Nhìn dễ thương quá ha. Mà nhiêu? Cái này vẽ cũng đơn giản à. Mỗi hình như vậy vậy đấy chứ người nào mấy người nào mấy người cái nó không gì khoảng 20 ngàn người nào. Ừ, nhỏ quá ha. Cái gì nữa? Trời ơi, cái này quá trời rồi mà còn mua thêm chi nữa vậy trời. Cái này tôi mua để làm quà này đấy. Tại vì bữa mọi người cũng thương con á, đồng hành cùng với con nên là con ra chợ con mua ký. Nhiêu? Mua ký nhiêu? 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái. 12 cái hộp này mua ký ở chợ là nhiêu? Dạ 12 hộp này cân lên có khoảng 2 ký mà ở ngoài người ta bán 1 ký có 12 ngàn à. Vậy là hết luôn có 24 ngàn hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Trời ơi, quá trời luôn. Ủa La Bu Bu có mặc áo dài nữa nè. Màu đỏ nè, màu xanh nè, màu vàng nè. Hôm đó là con quên tặng con màu trắng, yeah. Giờ còn 3 con nữa, làm cho đủ bộ phải không? Tặng mèo phải không? Dạ. Yeah. Mấy con này thấy thương quá ha, mà nhiêu? Dạ, mấy cái bộ áo dài mini này may rẻ, con đặt mấy bộ quá rồi. Rồi cái này tặng mẹ nha. Dạ dạ. Quá trời áo dài nó lái xe La Bu Bu luôn nè. Trời ơi mua chi dữ vậy trời. Con làm quà cho ai mà ngoan với học giỏi. Trời ơi ly nữa hả? 1 2 bố, trời ơi nhà cả trăm cái mà còn mua thêm chi nữa vậy. Mấy cái hình này là mua luôn đúng không? Dạ dạ không, mua cái vé coi phim là nó được tặng kèm á mẹ. Có 20 ngàn vé là được cái ly với lại cái này á mẹ. Dạ dạ. Đố mẹ gì á? Gì giống hộp bánh quá vậy? Hộp mì khổng lồ Hàn Quốc. Mà nhiêu? Cái hộp này giống mì tôm bình thường thôi mẹ, mua cỡ 2-3 ngàn vé. Trời ơi, cái này gì đây? Cái này cái vợt bắp mũi đời mới. Mà nhiêu? Nó bằng với mấy cái vợt bắp mũi bình thường thôi mẹ, cỡ 65k. Tối cho mẹ mượn mày bắp mũi nha. Dạ. Trời ơi, còn túi nữa hả? Dạ còn. Trời ơi, La Bu Bu nữa. La Bu Bu nữa. Sao mà mày mê con này dữ vậy? Phải con ra chợ cũng thấy người ta bán ký rẻ rẻ nó lại không tranh thủ. Này hả, này chắc 1 ký nè. Vậy là cái này 2 hộp 2 ký là 70 phải không? Dạ đúng rồi, trời ơi 2 hộp 2 ký là có 70 thôi mẹ. Còn gì nữa đâu? Cái này mua ký luôn hả? Đâu rồi, con không mua có ký này đâu, mọi người đâm mấy ký đâu, trời ơi. Trời ơi, thấy cưng quá ha. Còn cái này. Trời ơi, nữa hả, đồ chơi không hả? Chơi, này. Dạ hết rồi. Hồi nãy mẹ lấy 3 con La Bu Bu mà áo dài rồi. Giờ mẹ thích cái nào nữa? Cái này có 140 rồi, bữa sau mua cho mẹ 6 con nha. À, chết gì vậy em ơi. Còn con này mẹ mang cho Lisa nha. Có cháu nào ngoan mà học giỏi nhất ở đây không thì bao tặng nè.